Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ sẽ là nội dung của chuyên mục câu chuyện buổi sáng liên quan tới thông tin về người em trong cọc song sinh dính liền Việt Đức được mời thỉnh giảng tại Nhật. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với anh Nguyễn Đức, 36 tuổi, là người em trong ca phẫu thuật cặp song sinh dính liền nổi tiếng nhất trong lịch sử y học Việt Nam để xác minh lại thông tin trên. Theo đó, như nhân vật chia sẻ, anh được mời về với tư cách là khách mời thỉnh giảng, chứ không phải là giáo sư như nhiều trang báo đã đưa tin. Tuy vậy, với một ngôi trường danh tiếng được thành lập từ năm 1949 như Đại học Hiroshima, Nhật Bản, thì được mời với tư cách khách mời như là Nguyễn Đức vẫn là một thông tin đáng mừng, không chỉ cho cá nhân anh mà còn cho nhiều người Việt Nam. Chào đời năm 1981 tại Sa Thầy của Kon Tum với hình hài khác thường khi bị dính nhau về phần bụng, chậu và bộ phận sinh dục, có hai chân và một chân cụt. Hai anh em Việt và Đức đã trải qua ca mổ tách rời đi vào lịch sử Guinness. Và hôm nay trong chương trình Câu chuyện buổi sáng, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ người em Nguyễn Đức để cùng anh chia sẻ về những thông tin nêu trên. Theo những hãng NHK của Nhật Bản đưa tin, Nguyễn Đức sẽ có cơ hội chia sẻ về hòa bình và tầm quan trọng của cuộc sống khi đảm nhận vai trò giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Hiroshima. Tuy không phải là vai trò giáo sư thỉnh giảng như một vài trang báo đã đưa tin, tuy nhiên với vai trò cũng như nội dung giảng dạy này, không làm khó được Nguyễn Đức, bởi đây chính là trải nghiệm thiết thực nhất của chính bản thân anh. Được biết, trong vai trò đại sứ hòa bình, Nguyễn Đức từng có dịp ghé thăm thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào tháng 10 năm 2016. Và với trọng trách lần này, đây không chỉ là niềm vinh dự cho anh Đức và gia đình nói riêng, mà còn là niềm tự hào cho cộng đồng người khuyết tật và người Việt nói chung. Chào anh Nguyễn Đức, được biết là trong tháng 4 này thì mình sẽ đảm nhận cái vai trò rất là mới, đó là giáo viên thỉnh giảng ở Đại học Quốc tế Hiroshima, Nhật Bản. Trước cái thông tin này thì đang rất nhiều người quan tâm, những người mà quan tâm đến Nguyễn Đức thì rất là vui mừng. Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái niềm phấn khởi này hay không? Thật ra thì đối với tôi đó là một cái điều mà tôi cảm thấy nó rất là phấn khởi và tự hào ở cái chỗ là mình vừa là người khuyết tật mà mình là một người con của một đất nước Việt Nam đi qua một cái nước khác để làm một cái vấn đề xã hội, một cái vấn đề mà truyền đạt những cái nghị lực sống và những cái vấn đề về hòa bình, về xã hội và giới thiệu về con người Việt Nam, đất nước Việt Nam, được nhiều bạn bè cộng đồng quốc tế biết hơn về Việt Nam và hiểu sâu hơn về cái xã hội Việt Nam hiện nay. Trong vai trò là giáo viên thỉnh giảng thì anh sẽ có cơ hội chia sẻ về hòa bình cũng như là tầm quan trọng của cuộc sống. Vậy thì với những cái giáo án này, với anh Nguyễn Đức có thấy khó nhằn hay không ạ? Đối với tôi thì cái giáo án này nó không khó, bởi vì có cái việc tôi làm đây nó đã từ năm 2009 tới nay rồi. Thật ra thì cái việc mà mình đến Nhật để nói chuyện thì cái việc đó nó chỉ là thỉnh thoảng, một năm thì chỉ từ 1 đến 2 lần thôi. Các cái hãng du lịch của Nhật hoặc là các cái nơi mà hiệp hội họ cũng mong muốn là không cần thiết tôi phải ba bản, mà ở Việt Nam họ cũng vẫn duy trì những cái buổi tổ chức ở những cái showroom lớn để tôi đến để chia sẻ như vậy. Và đặc biệt tôi muốn nói ở đây là gì, là những cái tầng lớp trẻ, các bạn trẻ rất là hào hứng và các bạn trẻ rất là lắng nghe mình nói, và có những bạn phải nói là mình không thể giải thích được cái điều này mà nó hơi cảm xúc chút, chứ là các bạn cảm động rồi, các bạn có những cảm xúc riêng, các bạn cũng cảm thấy là cần phải vươn lên trong cuộc sống hơn, làm cho tôi cảm thấy cũng rất là hạnh phúc, bởi vì việc mình làm nó mang điều rất là nhiều lợi ích cho cái xã hội và đặc biệt là cái tầm nhìn của những lớp trẻ. Và tôi chỉ đề nghị mong muốn rằng là cái điều này tôi muốn nhắn gửi đến mọi người và tất cả khán giả rằng là vì sao tôi làm như vậy, đó là vì cái chuyện này là cái điều may mắn của tôi. Tôi đã quá nhiều may mắn được các mẹ, các cô và trong đó có các má, đó là những người mà tôi phải nói là không bao giờ tôi quên được cái cảm ơn họ. Và cái đền đáp này nó rất khó khăn với tôi, nhưng tôi nghĩ rằng với cái thời điểm này mình phải sống như thế nào đó, mình phải làm một cái điều gì đó có ích cho xã hội, thì đó cũng là một cái lời cảm ơn đến mọi người và toàn thể các bác sĩ ekip mổ, trong đó có người thầy mà tôi quý mộ nhất. Và tới bây giờ tôi vẫn được thường xuyên đâu đâu vẫn gặp thầy, đó là thầy Trần Đồng. Cơ duyên nào mà đưa mình tới gặp những cái giáo sư ở bên Nhật cũng như là cho mình cái cơ hội ngày hôm nay, đó là mình sẽ qua bên đó để mà với cái vai trò rất là mới với cả anh Nguyễn Đức. Với cái cơ duyên thì thực sự nó cũng rất là khá mà gọi là bất ngờ, bởi vì cái công việc mà tôi đi sang Nhật để giao lưu bình thường thôi, nói chuyện với các bạn trẻ rồi đi đá bóng hoặc đi vân vân này nọ thì đó là chuyện bình thường, nhưng mà chắc có lẽ là các thầy trong cái trường đó đã tham dự vào những cái buổi nói chuyện của tôi với tư cách là một người khách, và chắc có lẽ là họ đã cảm nhận được điều gì đó mà tôi cũng không thể chia sẻ hết được. Nhưng mà thật ra tôi chỉ nghĩ là
nó chỉ là một cái điều đơn giản, tức là mời sang trường do trường là người đích thân mời để sang giao lưu thôi. Vậy thì đến thời điểm này anh đã chuẩn bị hành trang cho mình như thế nào để có thể sẵn sàng cho những chuyến công tác sắp tới? Thường thì tôi hay đem theo nhất là những cái vấn đề mà tôi sang đó để tặng cho các bạn ở nước bạn, những cái gì mà có liên quan đến văn hóa Việt Nam. Dù là chỉ là những vật đơn giản nhỏ nhỏ thôi, bức tượng hoặc là những cái bức tranh hoặc là những cái móc chìa khóa vân vân, nhưng nó có mang tính đậm chất Việt Nam, về con người Việt Nam, bản đồ Việt Nam, hoặc là cô gái mặc áo dài Việt Nam, hoặc là những cái nón lá đơn giản. Đó là những cái điều mà tôi có thể đem theo trong cái hành lý của mình để làm những cái món quà đó để tặng những người bạn Nhật Bản. Cái quan trọng của tôi ở chỗ là nó đã quá vinh dự, cái niềm tự hào là một người Việt Nam đem về cho đất nước mình những cái vinh dự, cái điều làm tốt và cái điều có ích cho xã hội, cho nên mình cảm thấy thoải mái và mình biết rằng là cái cơ thể của mình nó khác với người bình thường, có thể sức khỏe nó không có tốt lắm, nhưng mà mình vẫn sắp xếp cái công việc như thế nào đó cho nó phù hợp để mình có được những cái cơ hội này để nâng cái tầm nhìn hơn cho bản thân mình, cũng như là nâng cái tầm nhìn cho toàn thể những người quốc tế ở nước ngoài nói riêng và ở Nhật Bản nói chung, hiểu được con người Việt Nam, đất nước Việt Nam. Và biết đâu họ sẽ có những cái chuyến du lịch sang Việt Nam, họ sẽ cảm thấy rằng tôi nói rất là đúng và họ sẽ yêu mến Việt Nam hơn. Và ngoài cái việc đó, họ sẽ có những cái hành động thiết thực hơn, họ sẽ giúp đỡ cho rất là nhiều cái lĩnh vực trong Việt Nam, chứ không phải là họ chỉ sang đây đơn thuần là du lịch.